Ê, chơi hàng đảo, khủng long đang có một cái trứng khủng long. À kìa, ta là khủng long xanh đây, ta là khủng long xanh đây. Ta đang lại đem ấp trứng khủng long của ta đây. Trứng khủng long của ta sắp nở rồi, gia đình chúng ta sắp có thành viên mới rồi nha. Đây đây, ta đây, ta đây, ta là khủng long hồng nha. Ta cũng lại đây để mà giữ trứng khủng long của gia đình ta nha. Chúng ta đang bảo vệ khủng long à, có ta ở đây, ta là khủng long cam đây, ta cũng sẽ bảo vệ trứng khủng long. Gia đình chúng ta cùng nhau bảo vệ trứng khủng long nha. Từ từ thì chúng ta sẽ có một thành viên mới, không biết là khủng long gì đây. À, ta nghe mùi trứng ở đâu đây, ta đói bụng quá, ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt, ta đang tìm trứng khủng long đây. Ta là khủng long dinosaur tư cách đây, ta đang kiếm trứng khủng long để mà ăn. Ta nghe mùi trứng ở đâu đây, ta sẽ tấn công và thu hoạch. À. Ta là khủng long hồng này, ta sẽ không để cho người lấy trứng của chúng ta đi đâu. Người đừng hòng lấy trứng được của ta. Ta sẽ cắn gãy chân của người. Người không đánh bại được ta đâu. Ta sẽ ăn trứng khủng long của người sớm rồi. Đi chỗ khác chơi. Khủng long hồng thất bại rồi. Còn khủng long xanh ta đây. Người đừng hòng giành trứng của chúng ta. Người sẽ không đánh bại được ta đâu. Ta nhất định sẽ ăn trứng khủng long của người. Ta sẽ cắn gãy tay của người luôn. À, đau quá, đau quá. Ta sẽ đánh bại nhà ngươi. Ta sẽ đánh bại nhà ngươi ngay thôi. Ngươi đừng hòng mà giành trứng khủng long của ta nghe chưa. Đi thôi khách. Ngươi đang đánh bại hai bạn khủng long của ta ha. Còn ta đây, ta là khủng long tam xuyên vô địch thiên hạ đấy. Xem cái đuôi của ta đây. Hãy ăn đuôi của ta đây. Ngươi sẽ không kiếm được trứng khủng long của ta đâu. Ngươi đừng hòng kiếm được trứng khủng long của ta. Ta sẽ cắn gãy chân ngươi. Ê, đau quá. Hãy xem cái đuôi của ta đây. Wow. Khủng long cam đang có dàn chiến thắng lợi thế bạn ơi. Hiện tại thì khủng long cam đang có những cái gai nhọn ở đuôi nên là đã đánh bại được khủng long xanh nha các bạn. Vậy là giành chiến thắng được rồi. Khủng long cam đã giành chiến thắng và bảo vệ trứng thành công các bạn ơi. Thế là trứng của chúng ta đã được an toàn rồi. Chúng ta cùng nhau quay lại ấp trước để mà chờ trứng nở thôi. Cuối cùng thì cũng an toàn rồi. Khủng long hồng ơi, quay trở lại đây nào. Ta đây, ta đây. Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ trứng khủng long nha. Hãy đợi đấy, ta sẽ quay lại ngay thôi. Các người hãy đợi đấy, ta nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.